Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đang có mặt ở Bình Dương trong một cái khu vực nhà máy và có một cái vườn lan hài đang thực nghiệm của hội Hoa Lan Việt VLG. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì tôi xin phép được chuyển tải đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh trong cái buổi gặp gỡ, giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm của nghệ nhân Bùi Văn Ngọc hay gọi là thầy Tám Ngọc. Và tôi cũng xin chia sẻ đến các bạn những cái hình ảnh và những cái kỹ thuật trong cái việc trồng và chăm sóc lan hài, truyền tải đến các bạn và hy vọng rằng sẽ nhận được sự cộng hưởng và hưởng ứng từ phía các bạn. Ở đây là cái khu vực nhà máy sản xuất nhiệt để cung cấp cho bên công ty Cô Gái Hà Lan. Và đây là một cái khu vực nhỏ nhỏ treo những cái cây lan để chơi của anh em công nhân ở trong nhà máy cũng như là của anh Thành, quản trị viên hội Hoa Lan Việt VLG. Thì anh Thành hiện nay là có rất nhiều các nhà máy trên toàn quốc và mỗi một nhà máy anh Thành đều có một cái khu vườn nhỏ nhỏ. Đấy. Ở đây là tôi thấy có một cái chậu Dendro bà liễu rất là đẹp. Tuyệt vời các bạn. Và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì dự kiến là có khoảng 50 người. 50 người từ khắp mọi miền trên toàn quốc tụ tập về đây để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học tập. Bây giờ là đang chuẩn bị vào buổi học. Thì dạ. Đây là chị Thư, nhà báo đến từ tỉnh Điện Biên. Dạ. Anh ấy sẽ làm một sáng lan cho cả khu vườn. Anh Hoàng Nam Thành, nick Facebook là Minh Hoàng, quản trị viên Hoa Lan Việt VLG. Thì anh đang giới thiệu sơ sơ dẫn chương trình các bạn ạ. Chị Nhung ơi, để hướng dẫn các cái kinh nghiệm trồng chăm sóc hoa lan. Thì năm nay chúng ta tổ chức lần này là thứ hai tại vườn lan. Thì chủ đề của chúng ta hôm nay là hướng dẫn trồng lan hạ và sau đó là phải tư vấn chữa bệnh cho cây vùng mưa. Có một cái điều hôm nay như thế này cũng thông báo với toàn thể hội viên là VLG chúng ta sẽ thành lập một cái kênh gọi là kênh truyền thông trên YouTube. Tại sao là bởi vì như thế này, trước nay chúng ta hội thì chúng ta không có quỹ, cái quỹ đó là các hội viên đấu giá rồi thì tặng kênh, mà thấy cái việc đó nó lắt nhắt mà nó không hay lắm, nên là hội quyết định là làm cái kênh truyền thông. Và kênh truyền thống này thì yêu sau này khi mở ra thì chúng ta có 4.000 hội viên, thì các hội viên cứ click vào đó và chia sẻ thì chúng ta sẽ lấy tiền từ YouTube, thì cái tiền đó là chính là quỹ hội để chúng ta hoạt động. Khi nãy là cái phần trình bày về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phân bón và chữa bệnh cho hài. Bây giờ đến phần của thầy Tám Ngọc, nghệ nhân Tám Ngọc, về phòng và chữa bệnh trong mùa mưa. Ở ngoài kia thì thầy Tám đang giảng bài, thì tôi xin phép đi tác nghiệp để chia sẻ với các bạn một chút về cái vườn lan hài, về cái cách làm cái giàn cũng như là ở trong kia thì chăm sóc như thế nào, nó cụ thể và thực tế. Thì như các bạn thấy ở đây ấy, là một cái giàn lan rất là cao đúng 4,5 mét luôn các bạn ạ. Và ở bên trên này là nó có một cái hở ra đây các bạn này. Cái hở này nó khoảng 30 cm để đón gió và thông thoáng. Ở bên trên là có che ni lông nhé các bạn nhé. Che mái nhựa để che mưa. Và ở xung quanh thì có che lưới xanh. Ở khu này chỉ có B40 thôi. B40 hoàn toàn là thông thoáng luôn. Đấy. Ở trong cái vườn lan hài này thì tôi thấy là gió và mát hơn hẳn so với ở ngoài các bạn ạ.
mát hơn rất là nhiều luôn. Không khí rất là dễ chịu luôn ấy. Như ở đây các bạn sẽ thấy là có 5 tầng. Và mình đang đứng ở tầng trệt đây. Để hài 5 tầng nhé các bạn. Ở đây là một cái tầng 60cm từ mặt đất lên. Và bên trên cái tầng đó là có một cái tầng nữa. Đấy. Thì ở đây tôi thấy là hài trồng toàn bộ bằng dớn cù lần đấy các bạn. Toàn bộ bằng dớn cù lần xay vụn. Và theo như anh Thành, là cái dớn này anh cho vào cái lò để anh hấp nhiệt độ 140 độ. Và tôi có trao đổi với anh thì anh nói là nếu mà không có lò hấp thì tốt nhất là nên luộc nó đi. Cái này thì mới trồng thôi các bạn. Mỗi chậu một cây. Rất là đẹp. Ở trong này thì đang xông khói. Khói mù mịt lắm các bạn ạ. Và xông khói là một cái chiêu để kích hoa các bạn. Rất là khói kia. Đây cũng là trồng dưới nền này, nền đất này. Bằng dớn cù lần 100% luôn. Dớn xay các bạn ạ. Đấy. Và dường như là chỉ có đặt cái cây hài lên trên. Đây các bạn này. Đấy, đặt cái cây hài lên đây. Sau đó thì đặt cái dớn lên, thế là xong. Tôi thấy cách trồng này hết sức là đơn giản. Nhưng mà rất hiệu quả các bạn ạ. Đấy, như các bạn thấy ở đây á, là cái vườn hài này nhiều chậu lắm. Và rất nhiều các giống hài khác nhau từ các vùng miền trên đất nước Việt Nam cũng như các giống hài của nước ngoài. Ngoài ra thì anh Thành cũng có thụ phấn, trực tiếp thụ phấn và lai tạo giữa các cái giống hài với nhau để mang quả, mang cái trái để các bạn đi gieo. Đấy. Ở đây thì có những cái cây hài mà lá nó rất là to và dài đấy các bạn. Những cái cây như này thì lần đầu tiên tôi thấy đấy. Những cái cây rất là lạ luôn đấy các bạn nhé. Tuyệt vời luôn, mèo này các bạn này. Ở đây toàn bộ là bằng dớn cù lần hết. Thì kỹ thuật trồng và chăm sóc như thế nào thì trên kênh truyền thông của Hội Hoa Lan Việt VOG có chia sẻ rất là kỹ và đưa cả video clip lên. Các bạn có thể vào trong cái kênh truyền thông của hội để các bạn xem và các bạn áp dụng trong cái giàn lan của mình, hoặc là các bạn sưu tầm và các bạn trồng, chăm sóc trong cái giàn lan của mình. Ở trên này là cái tầng trên các bạn. Tầng trên này thì treo các loại lan, thân thòng. Đấy, các loại thân thòng, rồi ngọc điểm. Đấy, rất là nhiều các loại các bạn. Ở đây thì cái hệ thống tưới là hệ thống phun sương 5 cửa các bạn, 2, 4, 6 cửa chứ. Như tôi thấy ở đây ấy, là cứ 1m2 một đường ống và 1m2 một cái phun sương. Như vậy là vuông 1m2 đấy các bạn. Cây rất là đẹp nhé các bạn nhé. Ở bên kia là có cái quạt hút đấy các bạn ạ. Đây là tầng trên nhé các bạn. Đấy, tầng trên này các bạn nhìn này. Ở trên là có một cái lớp lưới xanh. Bên trên lớp lưới xanh là một cái lớp, lớp này gọi là lớp nhựa che mưa. Và sau đó là ở bên dưới này là có một lớp lưới xanh nữa. Rồi bên dưới lớp lưới xanh đó là cái vườn hài ở bên dưới. Như vậy là cây hài nó ánh nắng tán xạ, nó rất là mát các bạn ạ. Đấy, ở đây là ương kỳ đây. Rồi những cái cây lan lá sọc này. Quá tuyệt vời luôn. Ở trên này tôi thấy nóng hơn ở dưới kia một chút. Ở đây là Bình Dương các bạn. Ở trong cái khu nhà máy của anh Thành.
Anh Thành hiện nay là theo như tôi được biết thì có hơn 40 các cái nhà máy ở trên khắp đất nước mình. Và mỗi một nhà máy thì đều có một cái khu vườn, đều chơi lan và trồng lan như thế này. Mục đích chỉ là chơi thôi, hoàn toàn là chơi, không có một chút nào thương mại hết các bạn ạ. Và anh Thành là một người rất là thích thực nghiệm, thích thực nghiệm các loại giá thể, các cách trồng lan và các loại phân thuốc. Là một người hoàn toàn là yêu lan một cách vô tư và chia sẻ kiến thức một cách vô tư để giúp cho mọi người có được cái kiến thức và cái kỹ năng chăm sóc lan để có niềm vui hơn. Thì tôi cũng học được rất là nhiều điều từ anh Thành. Thì các bạn muốn giao lưu thêm về anh Thành thì các bạn có thể tham gia hội Hoa Lan Việt VLG để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và những cái kỹ thuật trồng và chăm sóc lan. Ở đây là cái cây đai châu lá sọc các bạn, rất là đẹp luôn, quá tuyệt vời. Giò này 1 cây, 2 cây, 3 cây, 3 cây lá sọc. Những cái cây hồ điệp đây các bạn này. Đấy, cây hồ điệp, 2 chậu hồ điệp ghép lại là 1 chậu. Đây là một cái cách trồng bán thủy canh rất là hay, như trong cái tọa đàm hôm trước anh Thành có chia sẻ. Một cái ống nước đây các bạn, rồi bít 2 đầu, sau đó khoét một cái máng ở bên trên, một cái khe ở bên trên, rồi đục lỗ ở đây. Thì từ đây trở xuống đây này là nước và cái viên đất nung đây các bạn, viên đất nung. Đấy, và cây lan này lên này, gần như là 1 tuần chỉ cần tưới 1 lần thôi là được rồi. Rất là tiết kiệm thời gian. Đây tôi thấy có một cái chậu sóc Lào, một cái giò sóc Lào trồng trên lũa, rất là đẹp. Sóc Lào thì như tôi trồng lan lâu năm nay thì tôi có cái kinh nghiệm như thế này. Cái cây sóc Lào mà lá nó dài ấy, cây lá dài và nhỏ thì hoa của nó sẽ dài. Còn cái cây mà lá nó rộng và ngắn thì hoa nó sẽ ngắn. Đấy, kinh nghiệm của tôi là như vậy. Thì nếu mà bạn thích chơi hoa dài thì bạn nên chọn những cái cây sóc Lào mà cái lá nó dài thì hoa nó sẽ rất là dài nhé các bạn nhé. Còn màu đậm, màu nhạt thì hên xui. Đấy, cái bụi này là 2, 4, 6, 8, 10, 20 cặp lá các bạn. 10 cặp lá chứ, hơn 10 cặp lá. Quá khủng luôn. Mình thấy là có một cái giò già hạc hay còn gọi là phi điệp rất là độc đáo ở chỗ này. Cái cây này thì bình thường thôi nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy là nó mọc kỳ rất nhiều. Và đặc biệt là tất cả các kỳ đều ra rễ rất sung. Và thậm chí là anh Thành còn không cắt cái kỳ ra để như vậy luôn. Để chơi như vậy luôn các bạn. Đây. Cái kỳ nó rất là nhiều rễ đây các bạn này, rễ chi chít chẳng chịt luôn. Đấy. Đây là rễ của một cái kỳ năm nhất này các bạn này. Nó vẫn còn đua ngọn đây nhá. Cái này nó vào tầm 50 cm. Và bộ rễ rất là nhiều luôn. Kỳ năm nhất. Đấy. Đây cũng vậy này. Vẫn còn đang đua ngọn và rất nhiều rễ. Chi chít luôn. Đây. Cái này gọi là khí canh này. Trồng không có giá thể luôn các bạn. Còn đây những cái kỳ này. Đấy, ra rễ rất là nhiều. Và tất cả những cái kỳ nhỏ đều ra rễ hết các bạn ạ. Không có cái kỳ nào không ra rễ. Thì cái bí quyết để mà được như thế này ấy, anh Thành có chia sẻ, là tất cả những cái lần phun phân mình đều cho nó một tí kích rễ. Bất cứ các loại phân kích rễ gì, như là TDSOP 4, rồi N3M, hoặc là chế phẩm Hùng Nguyễn, vân vân, đều cho một chút xíu vào. Đấy. Thì tất cả những cái kỳ nó mọc ra nó đều ra rễ hết. Còn cái hiện tượng mà chúng ta kích
kích bằng các cái loại thuốc kích thì nó khó ra rễ hơn, thì chúng ta phải giải độc, sau đó chúng ta mới phun kích rễ thì cái việc ra rễ nó sẽ nhiều hơn, nó rễ nó sẽ hồi cây để nó ra rễ hơn. Những cái chậu kiếm gieo hạt, những cái cốc kiếm gieo hạt đấy, sau khi lấy cái cốc kiếm gieo hạt đó mình đặt trực tiếp vào trong cái chậu luôn các bạn này, đặt cả cái kiếm gieo hạt vào trong cái chậu, không bỏ cái cốc đi luôn, kệ nó luôn các bạn đấy. Và cây lên rất đẹp đây, cây thật, việc thật luôn. Để chia sẻ với các bạn về cách là trồng cây kiếm nó dễ như thế nào và nó nhanh chóng gọn gàng như thế nào. Toàn bộ là trồng bằng giếng cù lần hết nhé các bạn nhé. Đây này, rất là nhẹ nhàng. Và ở đây là có cái giò đen rô đây, trồng bằng phương pháp bán thủy canh. Ở bên dưới này có một cái đĩa đựng nước đây này, đĩa nước. Và đặt cái cây đen rô bên trên. Đây. Đấy. Chi chít chẳng chịt dễ luôn và không có giá thể. Đấy. Còn nếu bạn thông tin thì cầm này. Rất là nhiều dễ luôn, chi chít luôn. Đây. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Hiện nay ở trong cái khu vườn của anh Thành cũng đang thực nghiệm trồng địa lan kiếm. Thực sự thì tôi cũng đang thực nghiệm trồng địa lan kiếm để xem như thế nào, xem là trong khí hậu nóng hay khí hậu ở Lâm Đồng của tôi là nó có ra hoa hay không, và màu sắc cũng như cần hoa nó có đạt không, vân vân. Thì tôi đang thực nghiệm, sau khi có kết quả thì tôi sẽ quay để tôi chia sẻ với các bạn. Đi ra tiền tuyến ông muốn giặt ông đứng mà ông tích tắc cầm cái dòi mà cái gì cái ống nước mà cái ống 27 ống nhựa mà xanh xanh á ốp trên cái trời mọi người tiếng nước sao bét lâu bét dân mất tiêu rồi thôi thôi kệ chơi đỡ ông đi nó thì thấy cái chậu mai em dưới kia và thấy sao thầy coi coi cái dây em tưới không tưới thầy coi à, em tưới tới nha cái chính này cái này này chưa mày lẽ nghe thầy mỗi tay qua một trái chút qua một phải chút chưa vô mỗi nghe thầy mỗi nghe thầy tôi chừng là vô rồi cái buồn cái kiểu đó mà cái hồ cái ủa cái mầm mới vô đây thầy thấy đâu thầy giỡn mẹ tao mới vô mà tao đứng ở đây từ nãy giờ ủa mới thấy nó đây nè mà sao giờ nó đâu mất tiêu rồi. Nghệ nhân Tám Ngọc đang chia sẻ về cái kỹ năng tưới và kỹ năng phun phân, kỹ năng phun thuốc. Thì tất cả những cái thông tin này đều sẽ được cập nhật ở trên kênh thông tin của Hội Hoa Lan Việt. Các bạn có thể tham gia Hội Hoa Lan Việt và xem. Thì kênh này sẽ là kênh YouTube song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Các bạn có thể xem để nắm được thêm những cái thông tin mà thầy giảng và dạy những cái nội dung gì. Cái bản liễu này đẹp quá các bạn ạ. Lưỡi nó tím mà quá đẹp luôn. Cái khu nhà máy này tôi thấy rất là lãng mạn luôn ý. Chỗ này là để chơi thôi, chơi thử nghiệm mà không có lưới, chỗ này không có lưới, không che mưa luôn. Và lan tôi thấy lên rất là đạt đấy, không chết cây nào cả. Tuy nhiên là cây nó hơi còi chút, chắc là chỗ này thiếu phân này. Đang phân lâu nhưng mà nó có một số nó sẽ không ăn được
thì khi nước bốc hơi lên nó trả lại nguyên bản cái phân mà men chưa pha, là giống như cái hạt muối, đúng không? Nó nằm ở trên bẹ lá, trên nách lá, trên đầu rễ, chưa nắng lên, nó là axit mà, nó đốt ngay cái chỗ đó, nó làm cho cái lá, nhất là phía trên của mem nó có những cái lông, cái một ruồi á, nhỏ nhỏ đen đen, mà cứ hết ngày này tới ngày kia, thì cái lá lan mình, có nhiều đi, thầy ơi, chúng cha bệnh tháng thư, thầy ơi, cái này rịp giải, nói mày rời coi nó có lụng xuống, dạ có, mày tứ phân sao, dạ sáng em chơi liền, có rửa không, dạ không, phải rồi. Rồi thầy mới chỉ nó cái tứ phân, tứ nước trước rồi tứ phân sau. Sau đó là những cái lá non sau không còn bị nữa. Tất nhiên là giữa trưa, nhiệt độ cao, khi cái phân nó trở lại cái hạt axit nguyên bản khi mình chưa phân, đó là mặt hạt muối. Đó nè, và có tính kiềm nữa, thì nó đốt ngay cái chỗ cấu trúc của cái hạt, chỗ nào mà nó trở lại nước bốc hơi, trả lại cho nó. Thì như vậy để khắc phục cái chuyện này, mà bên Thái Lan nó cũng vậy thôi. Tất nhiên mấy em tứ phân 7:30, 8 giờ xong, 10 giờ mấy em tưới nước rồi. Mà cái lượng nước này mấy em nên nhớ là không phải là xả, mà khi cây ăn xong, mấy em nên nhớ là trong cái giai đoạn đó, cái nhiệt độ cao và nắng chói chang, cây hoạt động liên tục, biến dưỡng liên tục và ăn phân liên tục, mà ăn phân không có nước lấy gì biến dưỡng. Bây giờ nó nhân tế bào ra rồi, không có nước bởi gì, vỡ tế bào. Bởi vậy mấy em sáng tưới phân, chiều tưới nước, cái lá vàng rớt hoài. Cái lần tưới thứ hai buổi chiều mới xả nha, cái lần tưới thứ hai mà cách 2 tiếng đó, là cái phân nó chưa biến chất. Mấy em nên nhớ một cái nữa quan trọng là khi mấy em pha phân rồi, mà mấy em bệnh cái gì đó, để bình phân đó, không chút về tưới, nhưng mà tới trưa mới về hay chiều mới về, đừng tưới nữa. Quá 4 tiếng đồng hồ đối với quá chất, thuốc nấm bệnh sâu rầy cũng vậy. Khi mấy em chưa pha nước thì không có nói gì, nhưng mà pha dưới nước rồi, nó có carbon hydro oxy tùm lum ở trong đó rồi, đạm tùm lum rồi trong đó rồi, nó không phải là phân đó nữa, nó sẽ biến đổi. Bây giờ mấy em thử đi, về mấy em để tới chiều đi, hay là tới trưa mấy em mở cái nắp ra, mấy em đưa lỗ mũi vô ngửi phớt qua coi, phải nó chua không, hay nó thấm thấm không, nó không còn thơm nữa rồi. Mà nhất là phân cá dễ nhận nhất, mấy em pha phân cá đi, chưa chiều mấy em gỡ ra coi khay ngấy thì chết, lúc đó mấy em tự chết. Bởi vậy khi nào mấy em pha phân rồi, chiều về làm ơn đổ cái bình phân nó không có chịu. Cái vườn cây mình nè, cái cây mình nè, mới là vấn đề. Dầu cái cây mà xí bụi cà na nó cũng 30-40 ngàn, trong khi cái bình phân có mấy ngàn, đừng có tưới chết cây. Khi nào mấy em về trước giờ đó, khoảng 9 giờ, ok, tưới nước tưới phân cách tiếng họ thôi, 2 tiếng thôi, còn tới chiều thôi đừng tưới. Thầy cảnh báo mấy em rồi đó. Đốt dòng đốt vàng, đúng không? Thì mùa này thứ nhất là thối nhục, thối mềm, thối nâu, thối hạch vi khuẩn. Một cái nữa là thối đen, tuyến trùng rễ, bệnh tháng thư, và nhất là bệnh tháng thư mùa nhiều nhất là cây đăng rô, hay là trên cây giả hạt mình cũng có, nhưng mà nó ít. Cây giả hạt mình thường thường biết bệnh gì không? Bệnh cháy đầu lá. Cái đầu lá dọc hai bên nó cháy không trời. Nhưng mà thường thường mấy em tưới cũng liều thấp mà, tại sao cháy được? Cái hiện tượng mà thường thường cháy là lá già. Nếu mà lúa phân lúa này nọ họ cháy cái lá ngọn lá non, chứ không có cháy lá già. Còn cái này lá già mình cứ bị à, rồi cái từ từ nó lên cái lá non, cái nó phát hiện già, cái nó bị ha, cái thằng non này nó cái từ từ nó dài ra, cái nó già, cái nó bị, cứ thế. Thì mấy em hỏi lại, trong vòng 1 tháng á,
hay là từ trước mấy em có cho nó ăn cây này? Mấy em đừng có nghĩ ngay là cái bệnh nào đốt vàng đốt vòng, bệnh cháy bìa lá là cái bệnh của kali. Đối với lúa thì nó cháy bìa, nhưng mà đối với cây lan mình nó cháy ngọn. Thì khi mà bị cái đó mấy em ngồi nghĩ là từ đó giờ tưới kali cho nó được bao nhiêu lần? Ít nhất là phải một tháng một lần, dầu cây lớn cây nhỏ như vậy. Tôi nhả hàng với các bạn một chút nhé. Dùng những cái bài học của thầy á, là phải đi từ A đến Z, đừng có áp dụng theo kiểu từng chiêu một là thua đó. Nên là đây là các bạn phải có hình ảnh. Tóm lại là cái này chỉ để tham khảo, và các bạn muốn biết sâu hơn, chuẩn hơn, các bạn tham gia Hoa Lan Việt VOG và xem kênh thông tin của hội nhá. Là nắng các bạn ạ, bây giờ Bình Dương đang nắng rất chói chang luôn. Và buổi sáng ngày hôm nay thì sự kiện đã diễn ra rất thành công. Hy vọng rằng cái chương trình của ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn nó khác hơn về cây hài, cũng như là giúp cho các bạn giữ vững được niềm đam mê đối với cây hài. Chúc cho các bạn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.